Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về link, link và link Ngay bây giờ là 1 giờ 20 phút sáng Ngày 16 tháng 9, 2023 Mình nhảy vô luôn Mình đang nằm ở trong cái khung ngày à, Đây là cái trường hợp của link là vừa rồi là gọi là nó Lết lết đi ngang Ok Và nó đang nằm giữa hai cái vành tím này Trong uh, Từ tháng 11 năm ngoái Năm 2022 đến giờ có nghĩa là đã nằm ở trong cái channel màu tím này hơn 10 tháng. Ok. Nhớ cái đồng này lúc mà nó gọi là nó nó bay thì nó sẽ bay cũng rất là mạnh nha, cũng giống như cái đợt vừa rồi. Nhưng lúc mà nó gọi là đây là vừa rồi là nó đóng băng, nghe nó đóng băng. Uh, nó đóng băng. Ok. Nó rớt xuống và đó, gọi là nó đi ngang gọi là xuống 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 một thời gian khá dài giữa hai cái bàn tím này. Xác suất nghe là nó sẽ uh, nó sẽ xuống tới cái vành tím tím lận ok thì cái tầm đâu ở uh, ở con giá không khoảng là 90 9 uh, 49 49 dưới cái điểm đáy vừa rồi ở đây ít nhất nó phải nằm dưới cái điểm đáy này rồi sau đó nó mới bập bền đi lên về đếm sóng thì đây là sóng 1 sóng 2 sóng 3 sóng 4 và sóng 5 màu xanh thì đang nó đang trong cái giai đoạn của sóng 3 thôi chứ không phải dây hết. Sau đó mình sẽ có một số sóng 4 rồi sóng 5. Ok. À, tới cái cái vùng này nghe nó rất là quan trọng. Ok, nó phải giữ ở cái 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 vèn này, nghe cái vàng xanh này, ok cái vàng vèn tím này chứ. Ok. Con giá đâu khoảng cỡ 40 mấy, 40 4.7. Mình có hay lẫn lộn với những con giá khác 4.7 nha. Ok. À, mình nhảy vô À, đây là mình đang, đang nằm trong khung 4 giờ, thì đây là mình đang trải nghiệm cái sóng số 3, sau đó sẽ có sóng số 4 và sóng số 5, xác suất vẫn là xuống xuống và xuống. À, trong đó nó có những cái sóng nhỏ là màu đỏ, sóng số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5, xác à, suất vẫn vậy, vẫn vẫn xuống xuống và xuống. cái trường hợp này là nó sóng 3 nó đã kết thúc, ngay bây giờ là sóng 4 đang xảy ra, okay. sóng 4 đỏ đang xảy ra và nó có thể lên được những cái đỉnh giống như ở đây là con chia là xấu Đây là một cái kháng cự của nó bởi vì cái điểm đó là điểm đỉnh vừa rồi, ok. Và nó có thể lên tới Nga lên tới được những cái cái con giá này là 6. 6.3, 6. 65, 6.93 thì nó vẫn là cái sóng số. Nó vẫn là sóng số 4, ok. Cũng là sóng số 4 ngoài trừ. Ngoài trừ nó phá vỡ cái con giá này nằm trên con giá này thì mới mình mới đổi đổi sóng thôi. Chứ không á thì mình vẫn có thể chấn mình vẫn thấy sóng số 5. À, mình vẫn sẽ thấy sóng số 5 nha. Nếu nếu cái con giá này nó vẫn nằm dưới con giá này. Vẫn nằm dưới 6.93 thì mình vẫn à, gọi là vẫn thấy con sẽ thấy nha, sẽ thấy con số, sóng số 5. Ok. À, ở đây mình nói mean time lower, ok. Nếu con giá này nó chưa đánh được, đánh vỡ thì vẫn là xuống xuống và xuống nó có thể đây là một sự bay bổng ngắn hạn thôi rồi sau đó nó vẫn quay đầu là xuống xuống để nó nằm đầu cái vùng này ít nhất là ở dưới cái cái điểm đáy vừa rồi của nó ở đây ok là nằm ở con giá đầu 4.9 ok thì nó xuống thấp hơn 4.9 chút xíu rồi nó bật bên đi lên à, về riêng cái đồng này thì là cũng có thể làm một cái đồng đầu tư lâu dài được ok nhưng à, chủ yếu là cái vùng nào bạn mua vô ok Uh, giá rẻ để bạn lúc bạn bán ra nó có được một cái lợi nhuận cao, ok? Um, mình có ghi vài thông tin xuống để mình th uh, coi thì mình có bỏ lỡ một cái thứ được gì không? Ngay bây giờ mình không có một cái tài liệu gì hết, nói là vừa rồi đây là đấy rồi, nghe không không, mình không có tài liệu, ok? Để cho cái sóng này nó thay đổi thì rõ ràng mình phải cần năm sóng đi lên một cách rõ ràng, uh, 1, hai ba bốn năm rõ ràng, ok? À, cũng giống như những cái đồng khác mình chia sẻ có thể là mình vẽ nó ra luôn ok có thể là 1, hai ba bốn năm và không chỉ vậy năm sóng rõ ràng đi lên đánh vỡ cái con này con giá này đúng không 6.93 không chỉ vậy đánh vỡ luôn cái vành tím này ok à, chuyện đó ngay ngay bây giờ thì mình không thấy bởi vì vậy xác suất là xuống xuống và xuống ok cái đầu tiên là năm sóng đi lên đánh vỡ cái điểm này đánh vỡ cái cái vàng tím này nghe vàng tím này lận ok À, ít nhất là đánh vỡ cái này rồi sau đó là vàng tím, ok để xác xác nhận xác nhận xác nhận đóng dấu. Nhưng ngay bây giờ cái chuyện đó thì mình không thấy ngay bây giờ. Xác suất là xuống nhiều hơn lên, ok. Và nếu bạn zoom ra thì nó đang nằm ở đây, ok xác suất là nó sẽ lết 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 xuống thêm, nha, yeah, ok. Nó đang nằm trong cái hai cái bàn tím này thôi, ok. Um. À, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn. Ok, có nghĩa là sóng số 4 sẽ được xảy ra. Đây là một sự ngắn hạn, bay bổng ngắn hạn thôi rồi sau đó sóng số 5. Nha. À, ngoại trừ à, ngoại trừ nó đánh đánh vỡ con này và nằm trên con này thì mình có thể là phải đếm lại sóng. Chứ không thì à, cũng giống như dự đoán là xuống xuống và xuống. Và nó xuống thì nó sẽ xuống dưới cái cái đáy này. Cái đáy này là nó nằm ở con giá là 4.9 thì nó xuống đâu khoảng cỡ 4.8, 4.7 gì đó. Ok, rồi nó 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 bay lên, ok, bay lên. Uhm. Vậy thôi. À, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn. Ok, riêng ở đây, ok. Là mình cũng đã gây lúc mà nó lên tới cái vành đâu ở 6. 665 nè, 65 là cái vào cái vùng này nè. Cái vùng xanh xanh này nè. Ok. Cho những người nào muốn đánh những cái lệnh số đây là một cái kháng cự rất là mạnh ở đây cái vùng xanh xanh này này thì nếu mà nó lên trên đó ok bạn thấy nó yếu thì bạn có thể thử những cái lệnh ok những cái lệnh đánh những cái lệnh short xuống lại bởi cái vùng xanh này này ok còn giá là 665 ok mình ghi ở đây là để ý watch and short có thể là bạn có thể short được ok à, cho nó xuống ok vẫn nằm dưới 6.93 xác suất vẫn là xuống xuống và xuống và mình cần năm sóng rõ ràng đi lên thì ngay bây giờ không có ok À, riêng đồng lính này mình à, vẫn có thể mua với cái giá rẻ hơn trong những ngày ngày yeah, và những ngày và có thể những tuần tới đây vậy thôi xin chào mọi người